Sakura nha. Để 23F. Và một con 255. Đồ mà đua chơi luôn. Lâm nha. Test cầu trước. Bắn liên tục nha. Một dàn sới của ta luôn. Có cầu rồi đấy. Chúng ta nó hơi khó đó, không cầu rồi, ok không cầu này rồi, cầu rồi, quá tuyệt vời. Còn hai con nha, con Kubota lắp dàn sới, còn một con này Shibora. Hai em nghiêng đó, hai anh đưa ra hút đi, em anh là thắng. Đang làm những khâu cuối cùng một con Shibura D23 nha, con 255. Giao cho khách anh em. Flip nha. Test sới. Đục quá ché lửa luôn. Rồi, ok. Tầm đã được á. Con Nhân Ma nha. Đó, một con Kubota test đầy đủ sới ship. 255. Che đầy đủ luôn á. Con cái hết dầu nha, bây giờ bắt đầu phải xả gió. Con Shibura D23F.
nhiều xe đẹp để mấy bác có thể lựa chọn nha. Subaru D25 cả đây thầy cầu à, cầu đưa ra cái thằng ra thằng chỗ đây luôn à, rồi thầy cầu luôn từ 2 cây nha, 2 cây 1 cây. Rồi đây có cầu rồi. Đó, không cầu kìa. Ông lui á, là được. Đó, đó. 2020 nha. Giao. Tối rồi nha, bên em cố gắng nhiệt tình làm cho đâu có đó. Sao su dân mai 2020 nha. Rẹt rẹt và lấy đường lắp cho một dàn sới cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi lên đi. Em bô à? Đồ má phải mở bô à?